Hello po mga kababayan. Hello teman-teman. Sawadee. Xin chào các bạn. Chào mừng quý vị đến với Thời sự Tăng Nghi Dân Toàn Cầu, tại là Diệp Trung Giai. Bộ Lao động tổ chức giải thưởng cho người lao động kiểu mẫu toàn quốc. Bộ Lao động giúp chuyển nghề nghiệp cho các di dân mới. Khóa chụp ảnh dành cho di dân mới để truyền đạt tình cảm yêu thương cho người thân phương xa. Công bố danh sách 50 nhà hàng xuất sắc nhất tại châu Á vào năm 2021. Bộ Lao động tổ chức giải thưởng cho di dân lao động kiểu mẫu toàn quốc. Giải thưởng người lao động kiểu mẫu toàn quốc sẽ được trao vào ngày 29 tháng 4. Bộ Lao động cho biết đối tượng khen thưởng năm nay bao gồm lao động di trú. Tổng cộng sẽ trao giải cho 5 người lao động di trú gương mẫu trong ngành chăm sóc và dịch vụ phúc lợi xã hội. Người lao động di trú kiểu mẫu nếu chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng bao gồm giấy chứng nhận, huy chương và tiền thưởng 10.000 đại tệ. Đặc biệt là sẽ được gặp Tổng thống Thái Anh Văn tại phủ Tổng thống. Bộ Lao động giúp chuyển nghề nghiệp cho các di dân mới. Rất nhiều ngành đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Bộ Lao động tích cực giúp các bạn di dân mới chuyển hướng nghề nghiệp. Chị Nguyễn là một di dân mới, mở tiệm làm tóc đã hơn 20 năm. Nhưng vì sự ảnh hưởng của dịch bệnh nên tiệm vắng khách. Nhờ sự giúp đỡ của Bộ Lao động, cô đã thuận lợi rẽ hướng kinh doanh, tìm được công việc kiểm soát chất lượng ở một khu công nghiệp. Ngoài ra còn có dịch vụ hỗ trợ tìm việc theo yêu cầu của người lao động bằng cách xem xét chuyên môn và nhu cầu tìm việc để tìm thấy cơ hội việc làm phù hợp cho người lao động. Khóa chụp ảnh dành cho di dân mới để truyền đạt tình cảm yêu thương cho người thân phương xa. Trung tâm Văn hóa Di dân mới thành phố Đào Viên đã phát động workshop phim ảnh dành cho di dân mới để di dân mới có thể học cách chụp hình để thông qua hình ảnh bày tỏ cảm xúc của mình cho người thân. Khi các di dân mới không thể về quê bởi sự ảnh hưởng của dịch bệnh, cũng có thể thông qua hình ảnh chính họ chụp ra để truyền đạt tình cảm yêu thương cho người thân phương xa. Công bố danh sách 50 nhà hàng xuất sắc nhất tại châu Á vào năm 2021. Công bố danh sách 50 nhà hàng xuất sắc nhất châu Á năm 2021. Các quốc gia Đông Nam Á đã giành được hơn 30 bậc. Đa số danh sách được lựa chọn đến từ các món ăn nhẹ truyền thống của Đông Nam Á. Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Thái Lan được chúng tuyển dụng nhất, có gần 6 nhà hàng được lựa chọn. Khi danh sách các nhà hàng được công bố, mong được ra nước ngoài để thưởng thức các ẩm thực địa phương này sau khi hết khỏi dịch bệnh Covid-19.